Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân. Tập 43. Chương 421: Mai phục bên trong sương mù 2. Mèo mù bắt được chuột chết à? Nghĩ tới cái bộ dạng của Đồng Thuần Khiết, Trần Ngạo thấy hình dung này rất đúng, tưởng tượng sau này trở về tên đó vênh váo trước mặt mình là thấy khó ở. Bên ngoài vẫn phụ họa, ha ha, chẳng phải cứ bắt được chuột là mèo tốt hay sao ạ? Lần này không chỉ bắt được một con, bắt một người phá cả đường dây. Đúng là như thế. Vừa rồi tôi có xem phục dựng hiện trường, thấy được một chuyện thú vị lắm, có vẻ như mấy chàng trai mà lão Đồng dẫn theo không đơn giản đâu. Ông già gật đầu cười khà khà, lật mấy trang chỉ ảnh trên đó, tác dụng quan trọng nhất là của cái xe này. Phần khoang sau chừng 30cm dùng vali, túi, chứa cát đá làm yểm hộ, có thể tính là chướng ngại vật di động. Cậu ta dựa vào thứ chướng ngại vật này tiếp cận kẻ địch, gây ra hỗn loạn. Đợi đối phương áp sát chuẩn bị tiêu diệt thì chướng ngại vật di động này biến thành cạm bẫy, giữa xe chứa hai thùng xăng 50 lít, cậu ta nhân lúc hỗn loạn cùng khói bụi trốn khỏi xe. Sau đó đợi đối phương tới gần thì chai xăng phóng hỏa, cục diện hoàn toàn đảo chiều từ đây. Chậc chậc. Trần Ngạo phụ họa, thời cơ nắm bắt cực kỳ chuẩn xác ạ. Nắm bắt thời cơ không thể không phủ nhận, kỹ năng lái xe cũng xuất sắc. Quan trọng hơn là dũng khí, quyết đoán, trong tình huống ấy mưu trí dũng, không thể thiếu được cái nào, tố chất tâm lý rất vững. Cùng thời điểm đó một người khác lợi dụng phá hoại xe, phương pháp cũng rất tốt, nếu như làm hỏng xe tại chỗ. Đối phương không đi được, nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, không chỉ nguy cho con tin mà nguy cho bản thân nữa. Khá, rất khá đấy, biết lượng sức mà làm, lại biết chiếu cố an nguy người khác. Đã kiểm tra cái xe đó rồi chứ? Vâng ạ, bọn họ vốn là người tiếp thị sản phẩm cho xe hơi mà, kiến thức ở mặt này có không ít, đi không được bao xa thì gặp sự cố. Trần Ngạo báo cáo, có điều hắn không biết rằng kiến thức của Bao Tiểu Tam không phải là nhờ đi bán hàng, mà là nhờ năm tháng tháo lốp bẻ gương xe mà có, không đơn giản, biện pháp này rất thực dụng, cao thủ tới từ dân gian mà. Ông già tiếp tục nói, lại còn chàng trai báo tin nữa chứ, tôi chắc chắn cậu ta là người đứng xa quan sát điều phối hành động, chỉ huy đúng lúc, phối hợp thuần thục, ba chàng trai này đều không tầm thường. Thực ra tôi thường xuyên nghe thấy chuyện tay mơ đấm chết dân chuyên nghiệp thế này rồi. Có một trung đoàn được giao nhiệm vụ phá hủy cứ điểm địch, cứ điểm này được thiết lập ở góc trên một ngọn núi. Cả doanh pháo binh bắn hết mấy xe đạn pháo rồi mà không bắn được vào góc chết đó. Thế rồi một ngày có đầu bếp trong doanh, một lần ra chiến trường vấp ngã vào thừng pháo, thế mới kỳ chứ, chẳng hiểu thế nào mà khẩu pháo bắn trúng cứ điểm địch, nổ tung luôn. Nhưng mà khó xử ở đây, chẳng lẽ lại ghi công cho một anh đầu bếp à? Kha kha, thế là lãnh đạo đành tính công lao tập thể cho doanh pháo binh. Trần Ngạo cười phụ họa, hắn biết cục trưởng Trần hết lời khen như thế chủ yếu ba chàng trai kia là người bình thường mà thôi. Đổi lại là thành viên của lực lượng đặc biệt làm việc này cùng lắm được vài cái vỗ vai khen làm rất tốt mà thôi. Quan trọng hơn là dẫn dắt câu chuyện phía sau, ý tứ trong lời những lời nói đó không vừa. Trần Ngạo mừng thầm, công lao tất nhiên là của tập thể, may mà hắn còn chút lương tâm, nói. Trong hành động lần này chủ nhiệm Đồng đã tuyển 5 người đi theo, hai người trong đó được chứng minh là gián điệp bị mua chuộc từ lâu, thậm chí còn là một mật vụ xuất ngũ của chúng ta. Ba chàng trai còn lại, không ai ngờ được là giúp ích lớn như thế. Nếu không có bọn họ, chúng ta bắt giữ nghi phạm không có vấn đề gì, nhưng đồng chí của chúng ta thì nguy hiểm rồi. Ông già gật gù, ba chàng trai đó thế nào, bối cảnh không có vấn đề gì chứ? Có ạ, vấn đề không nhỏ. Trần Ngạo đưa di động tới, đã dính dáng tới chuyện này. Bối cảnh của ba người cừu địch tất nhiên phải được điều tra tỉ mỉ, Bao Tiểu Tam bị xử phạt trị an 2 lần, đầu cơ vé tàu và đánh nhau. Làm ông già vừa nhìn một cái đã cau mày rồi, bọn họ tuy không phải là cảnh sát, không có trách nhiệm đả kích phần tử tội phạm, song cũng không thích gì phần tử này. Anh chàng khác là cảnh bảo lỗi, có trong hồ sơ của cảnh sát phương Nam, từng tham dự đánh bạc, lôi kéo người đánh bạc, còn tổ chức đánh bạc ngầm ở Macau. Về sau vì nợ nần cờ bạc mà bị phần tử tội phạm bắt giam phi pháp mấy tháng, gia đình phải nộp tiền chuộc mới được thả về. Đây là anh chàng Phú Nhị Đại, cả nhà bị hủy bởi cậu ta,
Sau đó cha cậu ta di dân nước ngoài, cắt đứt hoàn toàn quan hệ cha con. Cậu ta lang thang tới thủ đô, dựa vào làm việc thời vụ kiếm sống, từng tiếp nhận ủy thác của công ty điều tra thương vụ. Trần Ngạo giải thích kỹ hơn, ông già cũng lật nhanh qua trang này, trong mắt người làm an ninh quốc gia như bọn họ. Tất cả những người không có nghề nghiệp chính thức, có tiền án phạm tội hoặc có người thân phạm tội đều là loại hình có vấn đề. Bọn họ nhìn một người không chỉ nhìn bản thân người đó, còn nhìn nhân thân ba đời. Thế nhưng tới người thứ ba thì quá hoàn mỹ tới mức Trần Ngạo cũng không thể chê trách được bất kỳ việc gì. Nhưng hành vi của người này trong mắt hắn là người vấn đề nghiêm trọng nhất, đó là khuynh hướng bạo lực, chỉ là không rõ nguồn cơn. À, cha cậu ta xuất thân từ quân ngũ à, xem ra cha cậu ta dạy con tốt đấy, nhưng mà cậu ta lấy đâu ra súng để học tập? Ông già hỏi, chuyện này cha rồi ạ. Súng của nhân viên bảo vệ rừng tới nửa sau thập niên 90 mới nộp lên, cừu địch sống ở vùng núi sâu, việc giao nộp súng càng muộn hơn những nơi khác. Trấn Phong Lâm chính là nơi đặt xưởng quân giới thời trước giải phóng, súng trong dân gian khá nhiều, cư dân đương địa vì thế có thói quen săn dã thú, người hiểu chế tạo súng không ít. Bây giờ quản lý vũ khí nghiêm ngặt tình hình mới đỡ hơn, nhưng chắc chắn cừu địch không thiếu cơ hội tiếp xúc với súng đạn, thường những người như thế gan to hơn bình thường. Chương 422, Mai phục bên trong sương mù, 3. Ông già không ngẩng đầu lên, xem rất kỹ tư liệu liên quan tới cừu địch, lặng lẽ trả lại di động, nói một câu khó hiểu, một người lính thực sự, nếu không chiến tử xa trường thì sẽ về quê hương. Thủ trưởng từng nói với tôi như thế. Trần Ngạo không hiểu, cục trưởng đang nói tới cha cậu ta sao? Đúng, đó hẳn là một quân nhân thuần túy, rời chiến trường lại về phục vụ cho quê hương. Còn người như chúng tôi, dựa vào chút công lao để tranh thủ leo lên, không thể đem so được. Ông già không biết làm sao lại sinh cảm khái, ha ha, cậu xem, bây giờ muốn về với cuộc sống bình thường cũng không có cách nào nữa. Loại giọng điệu này Trần Ngạo không tán đồng chút nào, hắn biết cục trưởng Trần cũng từng tham chiến ở Việt Nam, chắc là thấy cha cừu địch từng chiến đấu ở Việt Nam, cho nên sinh ra hoài niệm chuyện cũ. Dù sao thì hắn không trải qua giai đoạn đó, cho nên không muốn nói nhiều. Nói vài câu liền chuyển chủ đề về tên gián điệp Lý Tòng Quân kia. Cục trưởng, cho tới giờ tên đó vẫn chưa từng nói một lời nào hết, mọi đột đá đều từ Lam Kiêu Chiến, con cá lớn này vẫn chưa phát huy tác dụng nên có. Ông già gật gù, càng như thế càng chứng minh rằng hắn là một gián điệp thực sự, không phải loại gián điệp nhan nhản ngoài kia. Giống như những gián điệp đỏ trong đội ngũ của chúng ta vậy, bọn họ là người có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng có thể vứt bỏ hết thảy, gia đình, vợ con, người thân, thậm chí là cả tính mạng. Đối với loại người này dù tra tấn cũng không có tác dụng, bị bắt với hắn mà nói cũng là một loại đấu tranh chứ không phải là đã thất bại. Vâng, tình hình đúng là như thế, hắn đã được huấn luyện chống tra tấn, còn biết tự thôi miên, hắn có thể đưa bản thân vào trạng thái giống kẻ ngốc, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ, không có chút phản ứng nào. Trần Ngạo cũng đã đối đầu với đủ loại gián điệp, không có kẻ nào là dễ đối phó hết, nhất là loại có tín ngưỡng này. Loại người này không giống phần tử tội phạm, không thể đem luật pháp hay đạo lý ra giảng giải, đối với chúng nói hay không cũng là con đường chết thôi, cho nên nói thế nào cũng chống đối tới cùng rồi. Ông già hỏi, về thân phận của hắn thì cha được ra bao nhiêu? Theo như chứng minh thư thì hắn tên Lý Tòng Quân, nguyên quán Bảo Kê Thiểm Tây, tư liệu hộ tịch cũng có, mọi thông tin trong hồ sơ đều trùng khớp, có điều chắc chắn là đều làm giả. Trong tài liệu cho thấy 15 tuổi hắn rời quê làm việc, chưa từng quay về, mà quê cũng không còn người thân nữa. Loại hộ khẩu này chắc chắn giá chợ đen không hề rẻ, chúng tôi phái đồng chí xuống cơ sở xác minh cũng không phát hiện được thật giả. Từ thông tin lấy được ở hiện trường, tên này nhập cảnh ít nhất là 6 năm trước, vì chúng tôi tra được thủ tục làm tài khoản ngân hàng sớm nhất của hắn là 6 năm trước. Để che giấu thân phận hắn hao tốn không ít tâm cơ, mua một căn hộ gần Đại học Trường An, làm việc ở trung tâm vi tính, khi rảnh rỗi tới Đại học Trường An nghe giảng bài, khả năng cao để thuận tiện cho hắn theo dõi và hoạt động, một khi phát hiện ra nhân tuyển thích hợp sẽ ra lệnh cho Lam Kiêu Chiến đi dụ dỗ, lần nào cũng thành công. Lam Kiêu Chiến cũng không hề biết hắn dùng một thân phận người bình thường sống ở thành phố Trường An. Tra hết vật phẩm cá nhân của hắn cũng không có chứng cứ nào liên quan tới thân phận khác, cứ như hắn là Lý Tòng Quân thực sự vậy. Theo như báo cáo của Trần Ngạo thì người này bất kể là nơi ở hay là vật phẩm mang theo người, đều không phát hiện ra bất kỳ thứ gì giá trị. Đương nhiên ông già cũng không có gì bất ngờ,
đây là chuyện đương nhiên thôi. Loại nhân vật thân phận thiên biến vạn hóa này, thỏ đào mấy hang cũng có khả năng, ông ta từng thấy những tên gián điệp đồng thời sống nhiều cuộc đời khác nhau rồi. Trừ khi chính hắn lên tiếng, nếu không đừng mơ tìm ra được xuất thân thực sự của hắn. Trầm ngâm chốc lát, ông già chống cằm, nói không chắc lắm, tôi có suy nghĩ này, chúng ta trao đổi với nhau xem. Hắn đã sinh đống ở Trường An mấy năm, thế nào cũng phải một điều gì đó ở nơi này, mỗi hành động của chúng đều có lý do cả. Tôi muốn tạo ra một Lý Tòng Quân khác, dù sao bọn chúng đều liên hệ đơn tuyến, chỉ có tuyến trên mới biết hắn, tuyến dưới e là không có nhiều từng gặp hắn. Đối cách suy nghĩ, chúng ta có thể dựa vào điều này quét sạch đám lâu la phía dưới của hắn. Hắn chắc chắn không chỉ có một người đại diện như Lam Kiêu Chiến đâu. Thế nhưng vấn đề là chúng ta không biết được phương thức liên lạc của bọn chúng. Trần Ngạo chỉ ra một khó khăn, nhưng bọn chúng cũng không cách nào ngờ được là chúng ta đã đổi bài, cứ thử xem mồi nhử này sẽ phát huy tác dụng thế nào. Ông già cười bí hiểm, lẽ nào cục trưởng Trần muốn dùng bọn họ? Trong đầu Trần Ngạo xẹt qua ý nghĩ như thế, chẳng trách mà ông ấy lại xem kỹ tài liệu về họ như thế, hắn có chút cảm giác đau dạ dày. Lần trước để công lao lọt vào tay người ngoài khiến hắn tiếc đứt ruột rồi, nếu lần nữa để lịch sử lặp lại, không phải là vấn đề sao, cục trưởng. Trong tay tôi có vài đồng chí, bất kể xét về mặt nào, cũng có thể đảm nhận việc này, thậm chí nếu tìm một người dung mạo giống Lý Tòng Quân 7-8 phần, phối hợp với vài kỹ thuật hoa trang, lại ở trong vài hoàn cảnh cụ thể, nhất định có thể lấy mắt cá giả chân chân. Ví dụ chúng ta có thể gây ra vụ tai nạn giả, tin tức đưa lên TV, nói một người dân tên Lý Tòng Quân bị thương nặng, như thế có thể bằng bó che giấu người thật. Chỉ thấy ông già cười tủm tỉm không đáp lại, Trần Ngạo e là ý cục trường Trần đã quyết rồi. Cuộc thảo luận bắt đầu từ ý tưởng, đi dần tới tính khả thi, càng thảo luận càng lúc càng đi sâu. Máy bay ở trên mây, bay, cao thật cao, như ẩn như hiện, chẳng ai nói rõ được, trong tầng mây mờ đó, đang ấp ủ bao nhiêu âm mưu sắp thực thi, người dưới đất như con kiến nhỏ chạy qua chạy lại không hay biết gì. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, Mai Phục Bên Trong Sương Mù, 4. Phòng bệnh, Bệnh viện Quân Y, thành phố Ô Lỗ Mộc Tề. Chuyện xảy ra vào Tết Dương lịch năm 1940, một nhà hàng ở Thụy Điển phát sinh một vụ nổ súng. An ninh Thụy Điển bắt được đại biểu thương vụ công ty nước Anh tên Stephen, tìm được trong phòng hắn 40 bao thuốc nổ. Từ đó xác định Stephen chính là gián điệp nước Anh chuẩn bị phá hỏng nhà máy của họ. Vì chuyện này mà quan ngoại giao của nước Anh phải chính thức xin lỗi, công khai thừa nhận thân phận gián điệp của Stephen. Đồng thời đảm bảo với đồng minh sẽ không tái diễn chuyện này nữa, Stephen vì thế mà ngồi tù một năm. Các cậu có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Đồng Thuần Khiết mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, người nằm trên giường bệnh mà vẫn không quên ba hoa bốc phét, có điều mỗi lần hắn dừng lại gây hồi hộp, nhưng không đoán ra được để phụ họa. Ai già, biết làm sao, thính ra kiến thức nông cạn, không có tiếng nói chung. Cảnh Bảo Lỗi ở bên trái lắc đầu không biết, Bao Tiểu Tam ở bên phải càng chỉ biết thộn mặt mà nghe không biết gì cả, còn Cưu Địch đi qua đi lại ở trước mặt thì chẳng nói gì hết. Thế là Đồng Thuần Khiết đành phải tự hỏi tự trả lời, sau khi ra tù, tên gián điệp mất đi giá trị Stephen sống rất khổ cực, không còn cách nào khác chỉ đành đi kinh doanh. Chính phủ Thụy Điển cũng chẳng buồn để ý tới tên gián điệp bị lộ này. Ai mà ngờ được chính tên gián điệp bị lộ đó 4 năm sau làm một việc lớn. Hắn thành công giúp cho nhà hóa học Bohr giúp Đan Mạnh phân rã nguyên tử trốn về Anh thoát khỏi sự truy bắt của Đức Quốc xã. Về sau mới phát hiện ra đó là mưu kế, bọn họ diễn một vở kịch đánh lừa kẻ địch, đưa Stephen vào vai trí tên gián điệp thảm hại bị bại lộ, khiến đối phương lơ là, thừa cơ hoàn thành việc này. Tôi chính là được gợi mở từ vị gián điệp lập công lớn đó để lập ra kế hoạch dụ tên gián điệp kia. Vẫn chẳng ai phản ứng gì cả, lão Đồng thì kể tới miệng khô cổ khát, không nhịn được hỏi, này tôi nói các cậu có hiểu không vậy? Hiểu rồi, hắn rất thảm, anh còn thảm hơn, ít nhất hắn không bị bắn. Câu trên là do Cừu Địch nói phát làm lão Đồng nghẹn luôn, Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam cười trộm, làm lão Đồng tức lắm, chỉ thẳng mặt Cừu Địch quát, nhãi con không đáng bàn việc lớn. Này Tam Nhi, cậu muốn ăn gì? Chẳng muốn ăn gì, tôi chỉ muốn đi dạo thôi cũng không cho đi, đúng là đám bất nghĩa. Bao Tiểu Tam là tên ưa hoạt động,
Bây giờ suốt ngày bọn họ bị nhốt ở khu phòng bệnh cuồng chân lắm rồi. Tình trạng bây giờ là thế đấy, ba người không bị thương, không bị bệnh cũng phải ở bệnh viện ở chung. Với Lão Đồng và Đới Lan Quân, được cấp mỗi người một phòng riêng, được người ta cầm súng canh 24/7, chẳng khác gì ngồi tù. Đừng suy nghĩ linh tinh, đó là tổ chức quan tâm tới cậu. Lão Đồng trấn an, cũng không cho gọi điện thoại. Cảnh Bảo Lỗi khó chịu, thời buổi này tịch thu điện thoại, không cho vào mạng thì khác gì giết người, đó là tổ chức muốn bảo vệ cậu, với lại cậu định gọi cho ai chứ? Anh em cậu ở đây hết rồi mà. Lão Đồng an ủi, người thế hệ cũ như hắn, cầm di động lên chủ yếu chỉ biết nghe gọi không hiểu nổi, nói vô ích, vậy khi nào thì cho chúng tôi đi. Cừu địch bức bối lắm rồi, thậm chí đứng im một chỗ cũng không nổi, nãy giờ như kiến bò chảo nóng, cứ nhìn Lão Đồng là muốn đánh, có phải do tổ chức quyết định không? À đúng rồi, rốt cuộc cũng có một người thông minh. Lão Đồng giả ngốc giơ ngón tay lên khen, nói tới mức này rồi Bao Tiểu Tam không lòng vòng nữa, phát huy trí tưởng tượng của mình, hỏi, anh Đồng, tổ chức không cho chúng tôi đi là có ý gì? Hay là chuẩn bị phát súng phát đồng phục, lại phát cho chúng tôi một tờ giấy thông hành ngầu lòi, giao cho chúng tôi làm phi vụ bẩn thỉu, như đi xử lý ai đó. Tôi thấy tổ chức nên cân nhắc tuyển mộ tôi, dù sao thì tôi cũng chẳng có nơi nào để đi. Ai, đúng là một màn tự giới thiệu vô cùng tệ hại. Lão Đồng mím môi nén cười, nhìn tướng mạo rất thích hợp làm thổ phỉ chặn đường cướp tiền của Bao Tiểu Tam. Không đành lòng đả kích, Hòa Nhã an ủi, Tam Nhi, cậu có lý tưởng, có hoài bão là chuyện tốt. Nhưng thế này là không đúng, vừa mới có chút cống hiến đã đòi cái này cái kia của tổ chức là không được. Với lại cậu có làm gì đâu, chẳng qua chỉ đổ một chai nước vào bình xăng của chúng thôi mà. Công lao bị đánh giá thấp, Bao Tiểu Tam rất khó chịu, đâu chỉ có thế. Ồ, còn gì nữa? Đồng Thuần Khiết ngạc nhiên, còn chuyện gì giấu mình à? Tôi sợ nước không đủ cho nên đái thêm một bãi. Còn nữa anh đừng quên chứ, tin tức đầu tiên là tôi kiếm được từ hai em gái của hiệu mát xoa gội đầu đấy nhé. Anh Đồng, không phải là anh xong việc quỵt nợ đấy chứ? Bao Tiểu Tam vừa nói xong làm Cảnh Bảo Lỗi cười tới toàn thân run rẩy, xem Lão Đồng xử trí như thế nào, có điều xem thường độ vô sỉ của Lão Đồng rồi. Hắn không hề cười, còn nghiêm mặt mắng Bao Tiểu Tam, Tam Nhi, những điều cậu nói đều là cơ mật, tiết lộ ra ngoài thì cậu đừng mong đi đâu được nữa. Nghiêm trọng như vậy á? Bao Tiểu Tam giật bắn mình, mấy ngày qua không ít người tới nói chuyện, không chỉ một lần nhấn mạnh phải bảo mật, nên thực sự dọa hắn sợ hãi. Trong phòng im lặng chốc lát, cả Cừu địch cũng dừng chân, vì trước mắt xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp đang nhìn y cười. Cừu địch hơi do dự rồi đi nhanh tới, đến trước mặt Đới Lan Quân phải treo tay trước ngực, không biết hai người nói gì. Ghé đầu thì thầm, dáng vẻ cực kỳ thân mật, không lâu sau hai người đi sang bên trò chuyện riêng. Bao, Tiểu Tam nhìn mà thèm không thôi, hỏi nhỏ Cảnh Bảo Lỗi, Bảo Đản, mày nói xem hai người họ đã ngủ với nhau chưa? Tao thấy Cừu địch mấy lần trốn trong phòng chị Đới lâu lắm. Cảnh Bảo Lỗi quen cách nói chuyện này rồi, đáp, chị Đới bị thương ngủ thế nào được? Thiếu gì tư thế không ảnh hưởng chứ? Tao đoán chắc là ngủ rồi. Bao Tiểu Tam khẳng định chắc cả 10 phần, tán đồng, bảo sao cậu ta không muốn đi. Cảnh Bảo Lỗi cố tình nói, Bao Tiểu Tam nhìn theo mãi, mẹ thằng chó, sướng thật đấy, chị Đới xinh đẹp như thế, nếu là tao một ngày chơi 3 lần cũng được. Cút, cút, nói năng vậy hả? Lão Đồng không nghe tiếp được nữa, bực mình bỏ đi, Bao Tiểu Tam đuổi theo tiếp tục làm phiền hắn, giọng oang oang, này, này, anh Đồng, đừng đi chứ, tổ chức không nghĩ tới vấn đề sinh hoạt của chúng tôi à? Kiếm cho tôi một nữ binh, tôi cũng không đi nữa đâu. Anh ơi anh cũng thời gian dài không có nữ nhân rồi, sao anh sống qua được? Chẳng lẽ cũng tự xử như chúng tôi à? Các chiến sĩ đứng dọc hành lang phải cắn chặt răng mà cũng không giữ nổi gương mặt nghiêm túc. Trời ơi là trời, sao tôi không quyên mình vì nước đi cho rồi? Phiền chết đi được, đừng có theo tôi. Lão Đồng đi thật nhanh, không chịu nổi phiền nhiễu mà chuồn mất. Bao Tiểu Tam không chịu bỏ qua, đuổi tới tận phòng bệnh, Cảnh Bảo Lỗi chẳng còn ai nói chuyện nữa. Thế là bắt chuyện với người canh giữ, nhưng mà những người đó là người nửa máy, đừng hy vọng họ nói được vài câu có cảm xúc, tối đa chỉ ậm ừ 2 tiếng, càng nói chuyện càng làm hắn thấy buồn chán. Ngày tháng buồn chán cứ như thế trôi đi, trôi liền một lúc 2 tuần. Chương 424, chìm đắm không biết đúng sai, 1. Hôm nay là ngày cắt chỉ của Đới Lan Quân, đây vốn chỉ là việc rất đơn giản,
nhưng trong phòng bệnh của cô lại tập trung tận mấy bác sĩ cùng 4-5 y tá. Sau khi cắt chỉ xong, kiểm tra vết thương, ghi chép lại bệnh án, mọi người đều nuối tiếc nhìn bệnh nhân. Một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, thế nhưng khi tháo băng ra cánh tay cô trông hết sức khủng khiếp, ngón cái bị cắt đi, đạn bắn xuyên qua gân bắp thịt, đứt cả đầu ngón tay, diện tích vết thương lớn. Trải qua 2 lần phẫu thuật, chỉ có thể cắt ngón tay, bây giờ bàn tay như ngọc ngà chỉ còn lại 4 ngón, vết thương mới lành đỏ tới phát sợ. Xin lỗi đồng chí, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, vết thương do súng gây ra là loại mang tính nhiễm bẩn, cực kỳ dễ bị nhiễm trùng. Cô lại trúng đạn ở khoảng cách gần như thế. Bác sĩ thương tiếc nói, không chỉ mất ngón cái dây thần kinh cũng tổn hại nặng, miễn cưỡng giữ được bàn tay cho cô mà thôi. Năng lực vận động của nó thì không trông đợi gì nữa, cảm ơn, thế này đã là kết quả tốt nhất rồi, tôi còn không ngờ có thể sống sót trở về nữa cơ. Đời Lan Quân cười tươi nói, sự thoáng đạt đó lan truyền cho xung quanh, xử lý xong xuôi, dặn dò một phen rồi lần lượt rời đi, chỉ còn lại một cái đầu thập thò bên ngoài. Đới Lan Quân, huýt sáo, ngoắc ngoắc ngón tay, vào đi chứ, sao phải nhìn trộm như thế? Cựu địch đi vào phòng bệnh, vừa mới tới gần, Đới Lan Quân ở trên giường bệnh mỉm vươn dài tay ra tới trước mắt y. Cựu địch chớp chớp mắt nhìn bàn tay thiếu ngón, vết thương đáng sợ chép miệng. Đới Lan Quân cười khúc khích trêu, nào, làm thêm vẻ mặt đau lòng rơi lệ nữa chứ, thế này chưa đủ đâu. Đã như thế này rồi mà em còn cười ra được à? Cựu địch thực sự đau lòng, vì sao không cười được chứ? May mắn trước khi em biến thành như thế này đã quyến rũ được một người bạn trai, tạm thời không lo bị ế rồi. Đới Lan Quân cố ý nói, thấy cựu địch vẫn cứ ngây ra, phồng má lên làm vẻ mặt tội nghiệp hỏi, anh sẽ không chê em chứ, đừng có đâm thêm dao vào vết thương của em nữa nhé. Quan hệ của chúng ta đã tới mức đó rồi sao? Cựu địch tới giờ vẫn thấy hoang mang, hai người bọn họ vốn chẳng vừa mắt gì nhau, hôm đó chuyện phát sinh đều do hoàn cảnh đặc thù. Ở trong tâm trạng đặc thù, quan hệ phát triển rất nhanh, nhưng y vẫn có cảm giác chưa tới được mức đó, bạn gái ư. Thì miễn cưỡng thế đi, Đới Lan Quân nói thế rồi mà, nhưng cựu địch cũng không chắc là cô nói thật không nữa. Nói về sự thân mật, chuyện hôm đó chắc chắn đã phá vỡ khoảng cách giữa bọn họ, nhưng còn về tình cảm, có lẽ vẫn còn cần nhiều thời gian kiểm nghiệm. Có điều ít nhất thời điểm này, y phải đảm nhiệm vai trò bạn trai làm chỗ dựa cho cô. Đới Lan Quân lại tính nghịch dựa người vào vai y, anh nói mức đó là mức nào, không phải chỉ là chuyện sớm muộn hay sao? Có điều anh phải chịu trách nhiệm với em đấy, vừa vặn em không biết làm cơm, giờ thì hay rồi, không cần phải làm nữa. Em cũng không biết giặt quần áo, quá tốt luôn, có cớ để không làm. Ừm, thế này chẳng phải là không làm được bất kỳ việc nhà nào rồi hay sao? Chẳng may tới mức đó, anh phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Giọng cô vừa hờn vừa dỗi, giống như lúc bình thường, mở mồm ra là nói dối được. Cựu địch cố tình đẩy cô ra, cố ý đi qua đi lại trước giường bệnh lên mặt nói, em nghĩ như thế là không đúng rồi, bây giờ em không phải là mỹ nữ hoàn mỹ nữa. Phải hạ mình xuống, phải làm việc nhiều vào, kiếm tiền nhiều vào, tiêu chuẩn chọn bạn đời càng phải hạ thấp hơn nữa. Thu nhập cá nhân này, nhà cửa này, xe cộ này, hộ khẩu gì đó này, tốt nhất là đừng nhắc tới nữa. Em nói xem có đúng không? Đới Lan Quân bặm môi tủi thân, cô xuống giường đi dép lê, xỉa tay vào ngực cựu địch. Chẳng phải là tìm một nam nhân không có công việc đàng hoàng, không có công việc ổn định, chỗ ở cũng đi thuê như anh là được rồi hay sao? À đúng rồi, ý anh là như thế đấy. Cựu địch gật gù khen ngợi, thức thời thế này không sợ ế đâu. Đới Lan Quân quen chân khẽ đá y một cái, rồi khoác tay rời phòng bệnh, đi dạo tắm nắng giống như mọi ngày. Thực ra rất nhiều biểu hiện bên ngoài không cần nghĩ cũng biết là giả, chẳng cô gái nào lại không bận tâm chuyện đó. Khi xuống lầu, Đới Lan Quân mấy lần nhìn tay mình, không kìm được tiếng thở dài. Tới đại sảnh khu phòng bệnh, cô cố tình cho tay vào túi quần, sợ bị người qua lại nhìn thấy. Không cần thương tâm, em xinh đẹp như thế này, dù tổn thất chút ít vẫn cứ là mỹ nữ. Cựu địch nhỏ giọng an ủi, Đời Lan Quân đáp lại bằng một cú giật khuỷu vào mạng sườn làm cựu địch nhăn mặt, khẽ đáp. Thực sự không thương tâm, có thể sống đã là may mắn rồi, nhưng mà so với người bình thường lại là bất hạnh. Em cũng không biết loại cuộc sống này kéo dài được bao lâu. Cô quyến luyến dựa vào vai cựu địch, lấy má cọ cọ vai y, thời gian qua cô giống như một cô bé thích làm nũng vậy. Từ phòng bệnh tâm tình, tản bộ tắm nắng, rồi lén lút hôn nhau dưới tán cây,
cứ như lần nữa trải qua cảm giác mối tình đầu, khiến người ta xao động. Loại cuộc sống này chẳng chán chết, mỗi ngày ăn lại ngủ, ngủ lại ăn. Ai, lần này hại chết anh rồi, quay về phải làm lại từ đầu, chuyện làm ăn ở thủ đô chắc chắn là hỏng rồi. Cừu địch tiếc lắm, mãi mới đưa công việc đi vào hướng ổn định, mị lực của cuộc sống chính là đó, mạo hiểm giống như liều thuốc gây nghiện. Sau khi nếm thử rồi, luôn khao khát cái cảm giác kinh tâm động phách, không còn quen được cuộc sống đều đặn bình đạm nữa. Đới Lan Quân bỗng nhiên cảm thán, em nói anh đấy à? Cũng là đang nói em, giống như đám tội phạm kia vậy, phạm tội một khi đã thành hành vi thói quen, không khác gì cá mập ngửi thấy mùi máu là hưng phấn. Những nhân viên thực địa mà em biết ngày ngày mong đợi thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm, nhưng quay về cơ quan, cuộc sống cố định sáng đi tối về, khiến bọn họ không sao quen được. Em thực sự không biết mình phải làm thế nào đây. Cừu địch khẽ nghiêng đầu sang hôn lên tóc cô, sống bình thường thế này không được sao. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 425, chìm đắm không biết đúng sai, 2. Được thật sao? Em kể cho anh nghe một chuyện, ngày em mới vào nghề, được một đàn anh dẫn dắt, anh ấy có tuổi rồi, có thể coi là nhiệm vụ cuối cùng của anh ấy trước khi rời thực địa về làm việc văn phòng. Anh ấy là người chính trực, gương mẫu, nhân viên thực địa thường xa nhà lâu ngày, thường có rất nhiều vấn đề, nhưng anh ấy không có tật xấu đó. Đới Lan Quân hồi ức, giọng buồn buồn, gần 2 năm sau cả cơ quan ầm ĩ, vợ anh ấy tới tận nơi đánh ghen. Khi đó chuyện vỡ lở không ai ngờ, không chỉ có một tình nhân trong cơ quan, mà tới 7 người, anh ấy lập tức bị khai trừ, nghe đâu còn biển thủ công quỹ bao tình nhân nữa. Em không tin, anh ấy sao có thể là người như vậy, cho rằng có hiểu lầm nào đó. Đến khi cùng anh ấy đi uống rượu tâm sự, anh ấy không giải thích cho việc làm của mình, chỉ nói 2 chữ, buồn chán. Rồi sau đó nữa anh ấy bỏ đi, không ai biết đi đâu. Lúc đó em không hiểu. Được, về sau dần dần hiểu ra, anh ấy chỉ muốn tìm lại kích thích khi còn ở thực địa. Nói rồi giơ tay lên, trong mắt thoáng xuất hiện ánh nước, nhìn em đi, em thành phế nhân rồi, súng không cầm được, bút cũng không cầm được, cuộc sống sau này còn buồn chán tới mức nào. Em sợ mình biến thành người khác. Xuyệt, cừu địch đặt tay lên môi Đới Lan Quân không cho cô nói nữa, ôm chặt vào lòng, tay vuốt sống lưng cô, không tệ như em nói đâu, mỗi người một khác mà. Cha anh tham gia chiến tranh Việt Nam, cũng trải qua ngày tháng tàn khốc chiến trường, sau khi trở về chẳng phải sống bình yên trên núi đó sao. Thậm chí nuôi dạy ra một đứa con trai ưu tú, học tập, hoạt động cái gì cũng xuất sắc, lại còn vào đảng khi còn rất trẻ nữa. Vốn Đới Lan Quân đang thương tâm cũng bị lời này chọc cười, cô thích thế này, thích tỏ ra yếu đuối, thích làm nũng, để rồi được chiều chuộng, được dỗ dành. Lúc này đây cô chắc chắn rằng chàng trai to xác này quan tâm cô thật lòng, nhưng cô cũng chẳng phải cô bé ngây thơ nữa. Không thể biết được rằng sự quan tâm ấy khi đưa vào cuộc sống bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền còn duy trì được bao lâu. Xua đi ý nghĩ đi, cô không muốn nghĩ xa như vậy. Tương lai với cô bây giờ mà nói không bằng hiện tại, cô thà vết thương của mình chẳng bao giờ lành, để ngày tháng này là mãi mãi. Đi tới ngã rẽ, giống như mọi khi, cô luôn là người chủ động dán mặt vào ngực y, thủ thỉ tâm tình, đói khát hôn y. Ngay cả người canh giữ cũng biết tình cảm giữa họ, mỗi lúc như thế đều tránh xa. Hai người đang hôn nhau say đắm thì có tiếng động nhẹ bất thường, cả hai lập tức cảnh giác buông nhau ra. Đới Lan Quân hướng về phía góc tường quát, ra đây. Hai cái đầu ngu ngốc của Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗ thò ra, Đới Lan Quân cố tình kích thích họ, nói, thích xem thì tới gần mà xem. Nói rồi vươn hai tay ôm cổ cừu địch kéo xuống, đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng, cô chẳng sao, cừu địch lại có chút xấu hổ. Bao Tiểu Tam dựa lưng vào tường, buồn chán nói, này này, đủ rồi đấy, ngày ngày hai người trốn vào đây hôn nhau, hai người chưa chán nhưng chúng tôi thì nhìn chán rồi. Tôi nói này chị Đới, chúng tôi phải làm sao đây? Đúng thế, đã 2 tuần rồi đấy, không phải là chúng tôi biết quá nhiều, cho nên không đi được chứ. Cảnh Bảo Lỗi lo lắng nói, cừu địch cũng sắp phát điên vì bị chôn chân ở đây rồi. Nhưng lúc này y phải đứng về phía bạn gái, không để cô khó xử, làm ra vẻ bất cần, lại chẳng phải là chuyện xấu, sợ cái gì. Tôi nói này, các cậu đừng có sống kém cỏi như vậy chứ, ra rồi thì cũng làm gì hả, còn chẳng phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền sao.
có quái gì hay ho đâu. Ở đây còn được bao ăn bao ở, chẳng phải làm gì. Bao Tiểu Tam há hốc mồm, thằng này bị làm sao vậy, nhưng mà trở về thì tự do tự tại, muốn làm gì làm nấy, không giống như ở đây, lúc nào cũng bị người ta theo dõi. Cảnh Bảo Lỗi không ngốc như Bao Tiểu Tam nhìn Cừu Địch, giễu cợt. Cừu Địch hắng giọng che giấu, không nói thêm nữa, rốt cuộc thế nào y cũng muốn biết, nhìn đới Lan Quân hỏi ý, chợt phát hiện đuôi mắt của cô hơi nhếch lên, nhỏ giọng cảnh cáo, đừng có bịa ra đấy. Oa, thế mà cũng bị anh nhìn ra à? Đới Lan Quân giật mình, cô không biết vì sao mình bị lộ, nhưng hai người quá thân thiết e rằng một số động tác nhỏ khó che giấu. Cô cười nói, mọi người đừng hiểu lầm, chuyện này đúng là do tổ chức suy nghĩ cho các cậu thôi. Các cậu là người ngoài nghề chưa từng tiếp xúc với những kẻ này nên không biết chúng nguy hiểm tới cỡ nào. Không chỉ có các cậu, ngay cả tôi cũng vì xuất đầu lộ diện nên phải tạm thời cách ly một thời gian. Ít nhất phải đợi tới khi vụ án này hoàn toàn kết thúc, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa mới có thể quay về cuộc sống bình thường. Nói tới đó cô ngước mắt nhìn Cừu Địch đầy lưu luyến làm Cừu Địch có dự cảm không lành, có lẽ thời gian qua cô nhiệt tình quá mức, ẩn sau những lời ngọt ngào tình cảm kia còn có lời chưa nói. Vậy cũng phải có khoảng thời gian nào đó thôi chứ. Cảnh Bảo Lỗi sốt ruột, 10 ngày, nửa tháng hay một tháng, ít nhất phải nói chứ, sợ nhất là chờ đợi mà không biết mình đợi cái gì. Tới lúc này hẳn đã có an bài rồi, đợi thêm vài ngày nữa đi, cụ thể bao nhiêu lâu phải xem tốc độ tiến triển của vụ án. Đới Lan Quân nói, Bao Tiểu Tam nghe vậy mắt tròn mắt dẹt, chị nói thế khác gì không nói. Cho nên tôi mới không nói, nói rồi chuyện không diễn ra như thế, các cậu còn thất vọng hơn. Đang nói chuyện thì có hai chiếc xe van màu đen lái vào khu phòng bệnh, nhìn cái biết ngay là xe của bên quốc an địa phương, ba chàng trai đều hồi hộp, không biết có chuyện gì nữa đây. Thế nhưng ngày đợi đêm mong, chẳng ai ngờ được tới đột ngột như thế, chỉ một câu nói, thu dọn hành trang, chuẩn bị đi. Cũng có gì mà thu dọn đâu, đồ đạc của họ bị thu hết trước khi vào bệnh viện rồi còn gì, cả điện thoại còn chẳng có, thay trang phục người tới mang cho, âu phục mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Bao Tiểu Tam mặc âu phục như thổ phỉ, Cừu Địch mặc trông cứng nhắc thiếu tự nhiên, chỉ Cảnh Bảo Lỗi là mặc ra khí chất lịch lãm phong độ. Khi Cừu Địch từ trong phòng đi ra thì hai người bạn đã đợi trước cửa phòng bệnh của Lão Đồng. Dưỡng thương 2 tuần, Lão Đồng đã khôi phục bản sắc quan liêu, mặt mày hồng hào, bước chân như vịt từ trong phòng ra, vẫy tay gọi cùng đi. Chương 426, chìm đắm không biết đúng sai, 3. Được đi rồi, không biết là đi đâu, nhưng rời khỏi đây là tốt rồi, kể cả đổi sang nơi giam giữ mới thì cũng đỡ ngán đúng không? Thế nên ai nấy đều vui vẻ, chỉ có mỗi Lão Đồng dường như có tâm sự, đi tụt lại phía sau, đã thế thi thoảng lại còn lườm Cừu Địch. Cừu Địch chẳng hiểu ra làm sao, tò mò hỏi, sao thế chủ nhiệm Đồng, lần này anh được toại nguyện quyên mình vì nước, vậy mà lại không vui à? Tôi thì chẳng sao cả, chẳng qua là ngứa mắt với thằng nhãi con. Cậu mà thôi, mới được vài ngày mà lừa mất cấp dưới của tôi rồi. Lão Đồng nghiến răng nói từ lừa, so với việc con gái mình bị một bát malatang lừa mất còn làm người ta khó chịu hơn. Thông cảm, thông cảm, Cừu Địch sán tới gần, cười hỏi, tình cảm cá nhân chẳng lẽ cũng do tổ chức an bài à? À, cái này cậu nói đúng rồi đấy, tổ chức thực sự sẽ can thiệp, gia đình của quốc an, đại bộ phận thuộc diện được bảo vệ. Nhân viên cưới hỏi, nói đơn giản cũng phải điều tra quan hệ xã hội 2 đời, thẩm tra chính trị còn nghiêm ngặt hơn cả tuyển quân đấy. Lão Đồng cố ý đe dọa, có điều hắn không nói dối, Cừu Địch hít sâu một hơi, tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Vấn đề là, Lão Đồng liếc nhìn đới Lan Quân đi phía trước trò chuyện sôi nổi với Cảnh Bảo Lỗi, chưa nói đã thở dài, hay thôi vậy. Mẹ nó chứ, ghét nhất loại nói một nửa rồi dừng thế này, hơn nữa động tác vừa rồi của Lão Đồng làm Cừu Địch thấy bất an. Mắt trừng trừng nhìn hắn, Lão Đồng hồi lâu mới thở dài lần nữa, nói nốt câu còn lại, vấn đề là người ta có bạn trai rồi. À, Cừu Địch thoáng cái sững người, ngực như trúng một búa mạnh, hơi thở tắc nghẽn, tiếp ngay đó máu bốc lên đầu, trực tiếp tóm lấy cổ áo Lão Đồng. Lão Đồng rối rít nói, chú ý thân phận. Cừu Địch tức tối, tôi thì có thân phận gì mà phải chú ý? Ý tôi nói là thân phận của tôi. Từ sau cái lần chứng kiến Cừu Địch như thằng điên lao xe tới đám người kia, Lão Đồng bây giờ hơi ngán y. Hai người vừa nói lớn một cái, đới Lan Quân liền chú ý ngay. Cừu Địch tươi cười chuyển biến động tác thành ôm, mà chỗ y ôm cũng rất nhạy cảm, tay đặt lên vết thương sau lưng của Lão Đồng,
đầu ngón tay khẽ ấn vào. Cừu địch dùng giọng thân thiết tới phát sợ, nói, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ái ái ái. Cậu nhẹ tay chút, tôi chỉ nói sự thực thôi mà, người thích cô ấy đâu chỉ một mình câu, cậu nghĩ là biết, một cô gái xinh đẹp như thế, lại có bối cảnh, người theo đuổi cô ấy còn ít à? Lão đồng thấp giọng nói, chuyện này cừu địch hiểu, sợ là người theo đuổi xếp thành hàng dài ấy chứ, nghiến răng nói, anh đừng lan man. Nói vào việc chính đi, chuyện trước kia không tính, bây giờ tôi theo đuổi được cô ấy rồi, cô ấy là bạn gái của tôi, chính cô ấy cũng thừa nhận. Cậu xem tôi kết hôn có con rồi mà còn ly hôn, cậu mới theo đuổi được đã là gì, huống hồ đem so với bạn trai của người ta. Ai thôi, nói ra đả kích tự tôn của cậu. Ái ái, rốt cuộc hắn là ai? Nói ra thì cậu cũng có biết là ai đâu, người của Bộ Thương mại. Quan hệ tới mức nào rồi? Tổ chức thẩm tra lý lịch rồi, nếu muốn kết hôn không có vấn đề gì. Tôi hỏi anh quan hệ thằng đó với cô ấy cơ mà. Nói thừa, chuyện đó làm sao tôi biết, hai đứa các cậu đã làm những gì, cậu có kể cho tôi không? Ái ái, hai người ôm nhau thân thiết như thế làm đới Lan Quân chẳng hiểu gì, xe đã ở trước mặt. Cô gọi, hai người nói chuyện gì thế, đi nhanh lên. Lão đồng nhân cơ hội thoát khỏi tay cừu địch chui vào xe trước như trốn tránh cái gì. Đới Lan Quân nheo mắt nhìn cừu địch, không đi nữa mà đứng lại đợi y. Cừu địch vừa tới bên cạnh cô liền hỏi nhỏ, sao thế? Không sao cả. Cừu địch có chút thiếu tự nhiên, không sao là sao. Đới Lan Quân gắt, cô cảm nhận rõ ràng là có sao, thực sự không sao mà, sắp chia tay rồi, anh có chút không đành lòng thôi, sau này có phải muốn gặp lão đồng cũng không dễ dàng gì, đúng không? Cừu địch che giấu, em cũng không biết nữa, bên trên hẳn là có an bài, lên thôi. Bọn họ tới một cách lặng lẽ, ra đi cũng âm thầm, chẳng làm thủ tục gì cả, hai chiếc cứ như thế đi thẳng ra khỏi bệnh viện đã ở suốt 2 tuần. Xe đi ra ngoài đường, Bao Tiểu Tam tiếc nuối nhìn qua cửa sổ hẹp, nhìn phong tình đặc biệt của thành phố này, chỉ mới tới, còn chưa chơi, thậm chí cả là khách qua đường cũng không tính. Chẳng thấy được gì nhiều, xe đi rất nhanh, cảnh sắc vèo vèo lướt qua, tất cả biến thành bóng mây trôi qua cửa, cửa sổ xe từ từ đóng lại, đèn xe bật sáng. Bao Tiểu Tam bấy giờ mới phát hiện bên trong xe có một phụ nữ trung niên, hơi phốp pháp, mặt đen tai rộng, mắt nhỏ miệng rộng, tóc búi gọn gàng sau đầu. Ấn tượng đầu tiên là không phải người nên trêu đùa, Bao Tiểu Tam tự biết không, ngoan ngoãn ngồi im như học sinh tiểu học. Làm quen một chút, tôi là Từ Phái Hồng, được Cục trưởng Trần chỉ thị, xử lý kế hoạch bảo vệ các cậu. Không cần giới thiệu đâu, tôi biết hết các cậu, trong chuyến hành động lần trước, tôi ở bộ chỉ huy Thảo Nguyên bối Nhĩ Lan xem hết rồi. Từ Phái Hồng trầm giọng nói, khẽ gật đầu, đồng chí Đồng Thuần Khiết, đồng chí Đới Lan Quân. Hai người vội đứng dậy, kính lễ. Đừng khách khí, mời ngồi. Từ Phái Hồng xua tay, đưa ra 2 tấm vé máy bay cho bọn họ, hai đồng chí ngồi chuyến bay 11 giờ về thủ đô. Ở sân bay có người đón các đồng chí, tạm thời hành động theo phương án dự phòng số 3. Vâng. Hai người cùng gần như cùng đồng thanh, rất trang nghiêm, Bao Tiểu Tam tính xấu khó sửa, buột miệng hỏi, phương án dự phòng số 3 là cái gì? À, chính là không thể về nhà, không được liên lạc với người quen biết. Cậu muốn biết điều lệ chi tiết không? Từ Phái Hồng nghiêm túc hỏi, không, không. Bao Tiểu Tam rụt cổ lại, chuyện này không nên biết thì hơn, đồng chí Từ, vậy ba chàng trai này thì sao? Các cậu ấy chỉ vô tình bị tôi kéo vào sự kiện này thôi, tôi không muốn hủy hoại cuộc sống của bọn họ. Trong cục có bài thế nào? Đồng Thuần Khiết hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 427, chìm đắm không biết đúng sai, 4. Hỏi câu này coi như lão đồng còn có lương tâm, cảnh bảo lỗi bây giờ học khôn ra nhiều lắm rồi, chuyện này chắc chắn còn phiền phức lớn, bọn họ thế nào cũng bị giám sát chặt chẽ, rơi vào tay người. Khác không bằng rơi vào tay lão đồng, hiếm khi chủ động một lần nói, chúng tôi không có nghề nghiệp chính thức, đi đâu cũng được, tôi không ngại đi cùng anh Đồng. À chủ nhiệm Đồng, tôi cũng không ngại, chỉ đừng nhốt tôi vào phòng tối là được. Bao Tiểu Tam cũng vội tỏ thái độ, cậu bớt nói vài câu đi, chuyện này để tổ chức quyết định. Cảnh bảo lỗi hết hồn kéo hắn lại, đừng gợi ý cho người ta thế chứ, vì mày làm như mày là người của tổ chức ấy, tưởng tao không biết mày là con nghiện cờ bạc à. Bao Tiểu Tam vạch trần,
thời gian ở bệnh viện hắn đã tỉ tê với Đồng Thuần Khiết, moi ra được quá khứ không vẻ vang gì của Cảnh Bảo Lỗi, nhắc tới quá khứ làm Cảnh Bảo Lỗi mặt đỏ gay. Nhéo bao Tiểu Tam thật mạnh, mắng, cậu là cái thằng nhặt đồng nát kiêm trộm phụ tùng xe còn dám mắng cái. Năm xưa Băng Nha Câu đều là anh em của tôi, có tin tôi gọi bọn họ tới chém chết cậu không? Cừu Địch ôm mặt, xong rồi, sao tôi quen hai thằng bạn ngu thế này, chưa gì đã thấy tương lai tăm tối. Yên tĩnh, yên tĩnh. Từ Phái Hồng vỗ bàn, khó chịu nhìn Đồng Thuần Khiết và Đới Lan Quân, ý tứ, xem đi tuyển loại người gì thế, khiến hai người họ xấu hổ cúi đầu. Cừu Địch rốt cuộc phải ra tay tách hai thằng khùng ra, ngồi ở giữa ngăn cách, lạnh nhạt nói, xem ra các vị muốn đuổi chúng tôi đi phải không? Cậu có ý kiến và yêu cầu gì có thể đề xuất? Từ Phái Hồng giọng khô khan thiếu cảm xúc, không. Cừu Địch lắc đầu, trong lòng y kỳ thực vô cùng mâu thuẫn, đôi khi y chẳng hiểu rốt cuộc mình muốn cái gì. Giữa hai bên giống như nhân viên hợp đồng và nhân viên chính thức vậy, đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Đúng lúc này có một bàn tay vươn ra, muốn nắm lấy tay Cừu Địch, là tay của Đới Lan Quân, chẳng biết vì lý do gì, y rụt tay lại, không cho cô nắm làm Đới Lan Quân ngỡ ngàng. Rất tốt, có điều hình như cậu hiểu lầm chúng tôi rồi, tổ chức sẽ không quên người có cống hiến, không có chuyện xong việc thì đuổi đi đâu, như vậy là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Từ Phái Hồng ngồi vắt chéo chân, hai tay đàn lại, tình huống bây giờ là như thế này, đối với các cậu. Tổng cục quyết định dùng kế hoạch dự phòng số 1, có điều các cậu tạm thời chưa thể về thủ đô được. Hả, định đưa chúng tôi đi đâu? Bao Tiểu Tam giật nảy mình, trong đầu lại nghĩ tới phòng tối, tôi đã nói mà, biết nhiều chỉ hỏng chuyện mà thôi. Cảnh Bảo Lỗi rên rỉ, Cừu Địch không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm Từ Phái Hồng chờ đợi, thừa biết lúc này nói gì cũng vô ích. Thậm chí tức giận, phản đối cũng là vô nghĩa, một câu an bài của tổ chức không cho phép anh có chút khả năng phản kháng nào. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tôi còn chưa nói hết mà các cậu đã tự đưa ra kết luận rồi đấy à? Tình huống là như thế này, kế hoạch ban đầu của đồng chí Đồng Thuần Khiết là nghĩ cách đem thân phận của mình khuếch tán đi thật rộng, đối phương không thể không tới thăm dò. Vương Hải Phong và Ninh Chi Thu thì đều là kẻ bị mua chuộc trước nên không tính, các cậu chắc chắn cũng bị chúng phái người điều tra rồi. Nếu như nhân viên trong cục đi theo lão Đồng, bọn chúng sẽ không dám ra tay. Chính vì đã tra ra các cậu không có bối cảnh gì nên bọn chúng mới mạo hiểm. Từ Phí Hồng giọng đều đều. Vậy nên tình cảnh của các cậu bây giờ là nhân vật trọng yếu của bọn chúng không rõ tung tích. Vậy người biết chuyện trừ các cậu ra còn có thể là ai được nữa? Hai đồng chí Đồng Thuần Khiết và Đới Lan Quân là người của cục mà còn không thể đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Nói gì tới các cậu? Những lời này hợp tình hợp lý. Ba chàng trai im lặng, biểu thị lý giải. Lão Đồng ái này nói với Cừu Địch, xin lỗi, các cậu vẫn phải ẩn mình một thời gian, để cho an toàn, không thể về thủ đô được, nếu không thì thế nào bọn chúng cũng tìm tới các cậu. Chủ nhiệm Đồng nói đúng đấy, vụ án mới qua 2 tuần thôi, mọi người kiên nhẫn, khi xác thực không có ẩn họa mới được. Đới Lan Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô biết Cừu Địch phản cảm với thể chế, lòng lo lắng, rốt cuộc phải bao lâu, không có thời gian cụ thể nào à. Cảnh Bảo Lỗi mặt mày nhăn nhó. Đồng chí Đới chẳng phải đã nói rồi à, khi xác nhận không có ẩn họa thì trả lại tự do cho các cậu, trước đó do tôi phụ trách bảo vệ các cậu. Từ Phái Hồng nói, chẳng biết nghĩ tới cái gì, Bao Tiểu Tam đột nhiên cười toe toét, Cảnh Bảo Lỗi trừng mắt, cười cái gì mà cười. Trước kia toàn là người ta đề phòng chúng ta, được bảo vệ thế này là lần đầu tiên. Bao Tiểu Tam hí hửng nói, vận may không thể nào mãi mãi đứng về phía cậu, cẩn thận là ưu tiên hàng đầu. Từ Phái Hồng càng quan sát ba chàng trai này càng thấy đúng là gặp mặt chẳng bằng nghe danh, nhìn thế nào cũng không giống anh hùng có thể nghịch chuyển càn khôn cứu cả hành động. Giống đám kẻ xấu làm loạn kỷ cương, bà muốn tống quách vào trại cho rồi, chúng tôi không cần người khác bảo vệ, chúng tôi có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa sao có thể giam người ta như thế. Cảnh Bảo Lỗi không chịu, anh chàng này càng lúc càng to gan hơn, sai rồi, các cậu đừng chen ngang, nghe tôi giải thích đã. Kế hoạch dự phòng số 1 bảo vệ nhân chứng. Người biết thông tin quan trọng, không bị giam, các cậu không phải là phạm nhân, còn là người có cống hiến, ai dám giam các cậu chứ? Vậy thì là gì? Cừu Địch hỏi, đổi một hoàn cảnh không ai quen các cậu, thay một thân phận không ai biết các cậu sẽ sống như người bình thường, muốn làm gì làm nấy. Hơn nữa trong thời gian bảo vệ, chi phí do chúng tôi phụ trách. Phải rồi quên giới thiệu, tôi là Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia tỉnh Thiểm Tây.
không tới mức ngay cả lời của tôi cũng khiến các cậu hoài nghi đấy chứ. Từ phái Hồng công bố thân phận, ế, điều kiện có vẻ được lắm đấy, ít nhất đối với người như Bao Tiểu Tam mà nói khác gì đặt một chân lên thiên đường rồi, hưng phấn nhìn hai. Người bạn, hắn tự có lý giải của mình, không phải giống phim Mỹ, chương trình bảo vệ nhân chứng ấy, đưa tới một nơi xa lạ, thay đổi thân phận, thế là sống thoải mái rồi. Tương tự như vậy. Đồng Thuần Khiết bổ sung thêm, kế hoạch bảo hộ người biết thông tin trọng yếu đúng là như thế, cho các cậu một cuộc sống mới, dễ che giấu, tới lúc thích hợp sẽ quay về cuộc sống cũ. Mau cảm ơn cục trưởng Từ đi, một lãnh đạo lớn của quốc an đích thân tới lo liệu cho các cậu, như thế còn chưa đủ coi trọng à. Cảm ơn chị Từ. Cảnh bảo lỗi miệng ngọt xớt, cách xưng hô này làm Từ phái Hồng nhíu mày, Bao Tiểu Tam khinh bỉ, hành động đó lọt ngay vào mắt Cảnh bảo lỗi, thái độ cậu thế là sao, chê chị Từ già đúng không? Tuổi này không gọi chị thì gọi là gì? Bao Tiểu Tam nổi khùng định đứng dậy, cừu địch ngồi bên cạnh kéo ngay hắn xuống, cho một cái bợp. Cảnh bảo lỗi vừa cười cũng bị cừu địch bợp một phát, trước kia chỉ có một thằng phá, giờ hai thằng, thật đau đầu. Từ phái Hồng nói với Đồng Thuần Khiết, được rồi, chuyện là thế đấy, tôi sẽ an bài cho ba chàng trai này, anh về thủ đô hỏi thăm cục trưởng Trần và trưởng phòng Trần cho tôi. Chuyện khả năng còn phiền toái, chỗ còn dùng tới các đồng chí còn nhiều, vất vả cho mọi người rồi. Chương 428, thay thân đổi phận đổi đời, 1. Tiếp đó trong xe không còn chuyện gì để nói thêm nữa, hai chiếc xe chẳng mấy chốc đã tới sân bay, đi bằng lối đi riêng tới thẳng đường băng, gần như vừa lúc máy bay sắp cất cánh. Không có cả thời gian để lưu luyến chia tay nữa, khi Đới Lan Quân bước lên cầu thang chuẩn bị vào khoang máy bay mới quay đầu, nhìn thấy cửu địch đứng đó chăm chú nhìn theo cô. Đôi mắt chứa đựng đầy lưu luyến yêu thương, giây phút đó ấm áp và hạnh phúc bỗng trở nên chân thật, đồng thời cũng xa xút, dù sao từ hôm nay phải sống trong nhớ nhung rồi. Vào máy bay, cất hành lý ổn định chỗ ngồi, đợi máy bay bay lên rồi Đới Lan Quân mới truy hỏi, thay đổi cả cách xưng hô, lão Đồng, anh nói cái gì với cửu địch thế? Hà tôi nói cái gì chứ? Lão Đồng chối quá nhanh, nhìn đã thấy nghi, anh đặt điều sau lưng tôi đấy à? Đới Lan Quan hai mắt tóe lửa, cô xem như khẳng định rồi, không, không phải. Có điều tôi phải nhắc cô, tiểu đới, cô và cửu địch chàng chàng thiếp thiếp, vậy thì anh chàng kia phải làm sao? A a há. Đồng Thuần Khiết cắn răng không dám kêu lớn, chân bị Đới Lan Quân giẫm mạnh, Đới Lan Quân gì mấy cái mới chịu buông tha. Cô có lý do để nổi giận, anh lừa tôi bao nhiêu năm, tới lúc cuối cùng mới nói ra kế hoạch của anh. Tôi đã chết một lần rồi, anh biết không hả? Nhưng đó không phải là lý do để cô chân đạp hai thuyền. Lão Đồng đuối lý ú ớ, tôi thích đấy, chuyện của cá nhân tôi ảnh hưởng gì tới anh mà anh bép xép với cửu địch. Anh không giữ được vợ của mình, nên không muốn thiên hạ có ai thành đôi à. Tôi nói tôi thích cửu địch, tôi thích anh ấy, tôi muốn đổi cái thuyền khác. Liên quan gì tới anh? Đới Lan Quân nói rất gay gắt, cô đương nhiên là tức giận. Nếu cô nói chuyện này cho cửu địch vào thời điểm thích hợp, cô còn có thể giải thích. Tiếp đó chuyện diễn biến thế nào cô còn nắm được chủ động. Bây giờ Đồng Thuần Khiết nói ra, lại đúng vào thời khắc chia tay như thế, làm cô không cách nào khắc phục được hậu quả nữa. Hắn không phải hắn hại người ta à? Có còn trẻ lên ba đâu mà hành động bừa bãi như vậy, bảo sao bị vợ bỏ, không liên quan, không liên quan gì cả, cô thích ai cứ thích. Đồng Thuần Khiết sợ rồi, xua tay đình chiến, sợ bị hành khách khác trên máy bay nhìn thấy, vội vàng đeo bịt mắt giả vờ ngủ, giáo huấn xong lão Đồng. Đới Lan Quân vô tình liếc mắt sang nhìn nam tử bên cạnh, người đó ngay lập tức thu hồi ánh mắt, giống trốn tránh, hình như sợ hãi. Nếu là trước kia, chuyện như vậy rất bình thường, cô đi đâu chẳng thu hút ánh mắt người khác giới, nhưng lần này cô sực tỉnh. Bất giác rụt tay lại che đi, vết thương đã lành rồi nhưng vẫn nhâm nhẩm đau, nỗi đau này không chỉ ở da thịt. Trên chuyến bay khác, sau 3 giờ bay, máy bay đáp xuống sân bay Trường An, hành khách kinh ngạc, ba chiếc xe màu đen đợi sẵn ở dưới chân máy bay. Bên cạnh mỗi chiếc xe có một nhân viên an ninh cao lớn mặc vest đen đeo kính đen đợi sẵn. Trông như trong mấy phim tổng tài bá đạo vậy, làm mấy cô gái trẻ nấn ná không chịu lên xe bus sân bay, muốn xem rốt cuộc đợi soái ca nào, nhưng nhanh chóng được an ninh mời đi. Đợi hành khách đi hết, Từ phái Hồng dẫn ba chàng trai đi xuống, chỉ Bao Tiểu Tam, cậu xe này, Cảnh bảo lỗi cậu xe thứ hai. Cừu địch, cậu theo tôi. Ba chiếc xe rời sân bay, đi lên đường cao tốc xếp thành một hàng thẳng,
nhưng khi rời đường cao tốc thì tách nhau ra. Chở Bao Tiểu Tam là một thanh niên trẻ, Bao Tiểu Tam hết sức háo hức hỏi, này, chúng ta đi đâu thế? Đối phương mắt nhìn đường, giọng đều đáp, tới nơi anh sẽ biết. Thế rốt cuộc là đi đâu? Rốt cuộc đi đâu thì tới nơi là anh biết rồi. Thái độ không nóng không lạnh đó làm Bao Tiểu Tam tịt ngòi, chẳng hỏi nửa mở cửa sổ nhìn, chỉ thấy thời tiết hanh khô, nhà tòa cao tầng thấp thoáng cùng tường thành sừng sững, tháp cổ, tạo ra vẻ đẹp độc đáo. Xe đi tới một khu chung cư đơn thân, đi vào phòng, người kia ném cho Bao Tiểu Tam một túi hành lý, chìa khóa, ví tiền, thẻ ngân hàng. Bao Tiểu Tam nhìn căn nhà nhỏ, phòng khách nối liền phòng ngủ và ban công, một gian vệ sinh và bếp, không rộng nhưng bố trí khéo léo, nhìn thế nào cũng thấy ăn đứt cái ổ chó và y thuê cùng cừu địch. Đang hưng phấn nhìn ngó khắp nơi thì người kia gọi hắn lại, đưa thứ quan trọng nhất tới, dặn dò. Từ hôm nay trở đi, anh chính là Vương Kiêu Chiến, nhớ kỹ, không cần biết tên vốn có của anh là gì, giờ anh là Vương Kiêu Chiến. Thứ đưa tới là chứng minh thư, Bao Tiểu Tam nhìn rất lâu, có vẻ chưa hiểu gì. Người kia lại dặn, gọi chúng tôi bất kỳ lúc nào, chúng tôi sống ở gần đây, nội, dung cuộc sống chi tiết nói cho anh sau, bây giờ anh có hỏi gì không? Bao Tiểu Tam chìa chứng minh thư ra chỉ chữ Kiêu trên đó, lừa tôi đấy à? Đây không phải chữ Mã sao? Sao lại đọc là Kiêu? Chỉ một câu nói đã thành công làm hóa đá một mật vụ, mấy giây sau hắn mới nghiêm túc đáp, anh nói sao là thế đó, cứ đọc là Mã đi. Bố trí xong hắn đi như chạy trốn, lên xe một cái liền cười lăn quay ra ghế, nhân vật trọng yếu gì chứ? Đúng là thằng ngốc, thật đáng buồn và đau lòng nếu bạn đọc được ở nơi khác, bọn ăn cắp sẽ sớm gặp quả báo. Cảnh báo lỗi được đưa tới một khách sạn tên Phù Dung, vào gian phòng ghi phó tổng giám đốc. Đây là khách sạn cỡ lớn thuộc quốc xí, cái loại mà kinh doanh tốt hay xấu không ảnh hưởng gì. Ăn ở thế nào đã có khách sạn an bài, còn về phần làm gì, đối phương trả lời, anh thấy làm phó tổng giám đốc rồi còn cần làm việc sao? Đúng thế, không cần nữa, ngồi mát ăn bát vàng là được, gì chứ xuất thân phú nhị đại, bảo y làm gì không biết, chứ ăn chơi thì chắc chắn thông thạo. Lại nói tới vị thứ ba, cừu địch, xe đỗ lại giữa đại lộ Trường An, đi bộ vào con đường nhỏ dẫn tới tiểu khu rợp bóng cây. Thời buổi này ở thành phố mà tỷ lệ xanh hóa cao như vậy thì chắc chắn là chỗ cao cấp. Từ Phái Hồng theo thói quen đội mũ lưỡi chai kéo thấp che mặt đi trước, dẫn cừu địch tới trước một tòa nhà, đi thang máy lên tận tầng cao nhất. Xoạch một cái mở phòng ra, cừu địch nhìn đã hạnh phúc rồi, ba phòng ngủ, hai phòng khách, một nhà bếp, hai gian vệ sinh, trang trí cực kỳ cao cấp. Không những thế mọi thứ đầy đủ hết, mở tủ lạnh ra một cái là hoa quả đồ uống xếp chật kín, tiện tay quẹt một cái lên bàn không có lấy một hạt bụi. Phòng khách chạy dọc theo căn hộ với cửa sổ kính sát trần, có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Đây là chỗ ở cho tôi sao? Cừu địch không dám tin, tổ chức này chịu chơi thật đấy, đúng, trước khi ẩn họa được bài trừ, ăn ở nơi này. Trong thẻ có tiền, cậu có thể tự do chi tiêu, ký hóa đơn là được, mọi chi phí điện, nước, quản lý được đóng đầy đủ. Đây là chìa khóa xe, đỗ ở vị trí số 17, cậu nghỉ ngơi đi, những việc cần chú ý tôi sẽ gửi cho cậu sau. Đây là di động chúng tôi phân phối cho cậu, có tình huống gì báo cho tôi biết, xung quanh cậu có nhân viên bảo hộ, yên tâm, họ sẽ không làm phiền cậu đâu. Từ Phái Hồng đem một đống đồ đặt lên bàn trà, cừu địch hai mắt tỏa sáng, mừng như vớ được vàng, háo hức sờ hết thứ này tới thứ khác, cuối cùng cầm lấy chìa khóa xe, phân phối cả xe nữa à. Từ Phái Hồng gật đầu, một chiếc tầm trung thôi, Volkswagen Lavida, hài lòng chứ? Hài lòng, quá hài lòng ấy chứ, cảm ơn chị Từ. À, chị đi ạ. Cừu địch đang hưng phấn, thấy Từ Phái Hồng muốn đi, ân cần tiễn ra cửa, Từ Phái Hồng ngăn lại, nghiêm mặt nói, từ bây giờ trở đi, cậu không quen tôi, dù gặp nhau thì cũng không nhận ra, vì cậu không phải là cừu địch nữa, cậu là người khác rồi, nhớ chưa? Vâng, nhớ rồi ạ. Cừu địch gật đầu lia lịa, nhớ kỹ, đừng quên. Từ Phái Hồng đưa chứng minh thư cho cừu địch, khép cửa lại, lặng lẽ rời đi, cửa đóng lại, nụ cười của cừu địch cũng biến mất. Tay cầm chứng minh thư giả, thi thoảng ném lên bắt lấy, thong thả đi ra ghế sofa đối diện cửa kính thả người xuống nhìn tên người chứng minh thư, Lý Tổng Quân. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 429,
thay thân đổi phận đổi đời. 2. Một tuần sau, một ngày tháng 6 nắng gắt ở Bắc Kinh, Mộc Tê Địa ngoài Phục Hưng Môn, cạnh con đường chính tiến vào thủ đô từ phía Tây, chạm gác từ đường vào tới tận cổng. Đây chính là cục thứ tư thuộc Bộ An ninh Quốc gia, một đơn vị chưa bao giờ mở cửa với người ngoài, tràn ngập sắc thái thần bí, đại đa số chỉ thấy xe ra vào, không thấy người đâu. Giả sử có người ở vị trí thuận lợi từ xa quan sát bằng kính viễn vọng rất khó thấy được người ở đây, xe toàn là loại dán màng đen, cùng lắm thấy được lính gác. Nhà cửa là loại kiểu cũ xây vuông vức 5-7 tầng, chẳng hề nổi bật giữa cả rừng tòa nhà cao tầng, tựa hồ một đơn vị hết thời bị lãng quên vậy. Ngày hôm đó bầu không khí trật tự tĩnh lặng của nơi thần bí này bị phá hỏng, khiến rất nhiều nhân viên công tác bất ngờ. Có người đuổi theo trưởng phòng Trần quát tháo, mà đuổi tới tận văn phòng, gần như chửi thẳng vào mặt. Nơi này không cho phép có bất kỳ chuyện bất ngờ nào, vừa mới ồn ào một cái là có người thông báo cho nội vệ, trực tiếp chạy tới chặn cửa trưởng phòng Trần. Có điều đứng nghe một lúc, thấy bên trong chửi mắng rất hung tợn, nghe giọng là của Đồng Thuần Khiết lại không thấy trưởng phòng Trần gọi, nội vệ tiến thoái lưỡng nan. Khó ở chỗ Đồng Thuần Khiết mặc dù hiện giờ mang tiếng là bị xử phạt, nhưng trong nội bộ sớm đồn ầm lên rồi, xử phạt để cho có vậy thôi, chứ thăng tiến là chuyện sớm muộn. Trần Ngạo, anh dám kiêu ngạo với cả tôi à? Mấy chàng trai đi theo tôi đâu rồi? Anh đừng có mà vờ vịt với tôi, Từ Phái Hồng đi đâu rồi, nghi là manh mối ở chỗ nào? Đi đâu không đi, sao lại tới chỗ chị ta? Tôi bảo mà, làm sao anh tử tế như vậy? Không phải là anh dùng bọn họ rồi chứ? Hành vi của anh là phạm tội. Tôi nói cho anh biết, đưa phương thức liên lạc với họ cho tôi, nếu không tôi tự mình đi một chuyến. Đừng lấy cục trưởng Trần đối phó với tôi, dù là cục trưởng Trần ra quyết định thì tôi cũng dám tới hỏi cho ra nhẽ. Tôi cho anh biết Trần Ngạo, có giỏi thì nhắm vào tôi đây này, đâm sau lưng thì hay ho gì chứ. Chuyện này chưa xong đâu, anh cứ đợi đấy. Chỉ nghe thấy tiếng vỗ bàn quát tháo của đối phương, không nghe rõ câu trả lời của trưởng phòng Trần. Không lâu sau có tiếng bước chân rầm rầm nặng nề, cửa bật mở, Đồng Thuần Khiết đang hùng hùng hổ hổ thấy cảnh tượng bên ngoài thì sững người. Tiếp, ngay đó lại nhảy dựng lên, à, kinh quá nhỉ, kéo nhau tới bắt tôi đấy à. Khi lão tử lấy đầu ra đỡ súng thì các người chơi bời ở đâu? Chỉ giỏi đối phó với người mình. Đây, đây, tôi chửi tên khốn kiếp Trần Ngạo đó đấy, tới bắt tôi đi. Đi đi, đi hết đi, ai bảo các anh lên đây? Tiếng quát của Trần Ngạo vang lên, đám nội vệ đứng nghiêm kính lễ rồi chạy sạch, Trần Ngạo nén giận xuống, hắn sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Mặc dù chức vụ hắn cao hơn Đồng Thuần Khiết rất nhiều, nhưng người ta thân phận đặc thù, lại còn vừa lập công lớn, rời chỗ ngồi, đi ra nhẹ nhàng khuyên nhủ Đồng Thuần Khiết, lão Đồng. Bây giờ phải đặt chính sự lên hàng đầu, nghi phạm không thẩm vấn được, vụ án mắc kẹt, anh phải biết phân biệt chuyện nào là quan trọng, chuyện nào là thứ yếu chứ. À, anh nói đúng rồi đấy, chuyện tôi nói là chuyện chủ yếu, chuyện anh nói là thứ yếu, không phải anh giỏi lắm à. Không phải anh kiêu ngạo lắm à. Anh tự đi mà thẩm vấn đi. Lão Đồng giống to đóng sầm cửa lại, ở trong phòng Trần Ngạo khổ sở ôm đầu, mới một tuần thôi mà từ trong ra ngoài đã làm cho hắn sứt đầu mẻ chán rồi. Hắn cầm di động lên, do dự rất lâu vẫn đặt xuống. Còn chuyện đau đầu hơn chưa nói đâu, theo như Từ Phái Hồng báo cáo, Bao Tiểu Tam một tuần hết 6 ngày đi tới chỗ giải trí, các trinh sát viên phái đi không bám theo nổi, thoát cái là mất dấu hắn rồi. Tới cảnh bảo lỗi ở khách sạn Phù Dung càng khiến hắn đau răng hơn, tên đó không hổ danh công tử nhà phú quý. Riêng hóa đơn tiền ăn mà hắn ký đã hơn 2 vạn rồi, bây giờ còn tổ chức ăn chơi tập thể. Còn vị hóa thân thành Lý Tòng Quân kia tạm coi là yên phận, rất ít ra ngoài, chủ yếu nằm nhà xem phim. Nhưng không phải là không có vấn đề, thi thoảng trinh sát viên không biết y làm gì, biến mất như bóng ma vậy. Thực ra thì Trần Ngạo muốn từ bỏ lắm rồi, giờ hắn nhận ra mình đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Không khác gì mời 3 con chuột vào chum gạo, chút kinh phí hạng mục của cục, không đủ cho bọn họ ăn chơi. Đồng Thuần Khiết cũng không ngốc, vừa tham dự thẩm vấn Lý Tòng Quân liền phát hiện vấn đề từ địa điểm, tìm ngay tới hỏi tội. Trần Ngạo cân nhắc hồi lâu liền đem tình huống báo cho cục trưởng Trần. Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó Đồng Thuần Khiết hùng hổ đi vào, đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi trước mặt cục trưởng Trần, chân tay múa may nói, cục trưởng Trần. Chú phải cho tôi câu trả lời, vì sao lại làm như thế? Vì sao ngay cả tôi cũng không liên lạc được với bọn họ,
có phải là lại kéo bọn họ dính líu vào chuyện này rồi hay không? Bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho chuyện chúng ta phải gánh vác. Chú làm thế có thích hợp không? Ông già đang đọc tài liệu, mất một lúc mới ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Đồng Thuần Khiết như không biết hắn từ đâu xuất hiện. À, cậu đang nói chuyện đó hả? Thế theo cậu thì nên làm thế nào? Nhỉ, để tôi liên hệ với bọn họ, không để họ liên lụy vào chuyện này nữa. Đồng Thuần Khiết dứt khoát nói, ông già cười khà khà, bỏ kính lão xuống, ngồi dựa vào lưng ghế, day huyệt giữa hai mày một lúc, nói, tiểu Đồng này, bộ dạng này của cậu làm tôi nhớ lại bản thân năm xưa, tôi vểnh râu trợn mắt ngăn cản cậu làm chuyện hoang đường kia. Chỉ vài năm thôi mà thay đổi lớn quá, tôi tiếp nhận tư duy của cậu, vậy mà cậu lại không tiếp nhận sự cố chấp của tôi hay sao? Chương 430, thay thân đổi phận đổi đời, 3. Cục trưởng Trần, hai chuyện đâu giống nhau, khi đó tôi không biết gì cả, còn bây giờ thì rõ ràng là biết rồi, trong chuyện này khả năng có nguy hiểm không ngờ tới được, mà họ chỉ là người bình thường thôi. Đồng Thuần Khiết không lùi bước, chính vì không thu hoạch được bất kỳ điều gì từ Lý Tòng Quân khiến hắn thấy trong này còn có bí mật lớn hơn. Chúng ta đâu phải thiếu người, Trần Ngạo không phải hay khoe khoang cái tiểu tổ đặc biệt của hắn à? Đúng thế, khả năng là có, cũng có khả năng là không, khả năng gặp được, cũng có khả năng không gặp được. Tôi suy xét chuyện này rất lâu rồi, nếu như sử dụng vài người trong tổ chức, họ được huấn luyện chuyên nghiệp, tư tưởng chính trị vững vàng, nhưng đồng thời trên người họ cũng mang đậm mùi thể chế, chắc chắn không gặp được gì hết. Tôi lấy làm lạ, vì sao cậu lại phản ứng mạnh như thế? Kỳ thực việc tôi làm được gợi mở từ cậu cơ mà. Ông già nói chuyện rất lý lẽ hiền hòa, thay vì dùng số tiền lớn bảo vệ người nắm tin tức trọng yếu, chẳng bằng lợi dụng một cách thích hợp, lợi cả đôi đường, Đồng Thuần Khiết không nghĩ vậy nữa. Trải qua chuyện vừa rồi đã tác động rất mạnh tới hắn, khỏi tránh khỏi phát sinh vài thay đổi trong lối tư duy, cục trưởng Trần, tôi đã từng làm thế cho nên mới áy náy tới tận bây giờ. Thực ra mới đầu tôi không có ý định tốt, lấy ba chàng trai đó ra làm lá chắn, tôi nghĩ, dù sao thì là đám gián điệp thương nghiệp, không phải loại người tử tế, có bị gài bẫy cũng là đáng đời thôi. Nhưng khi tiếp xúc với họ, tôi nhận ra, bọn họ đều là người bình thường, vì nguyên nhân nọ kia mà làm việc không tốt, song không hoàn toàn là người xấu, thậm chí còn có nhiều phẩm chất đáng quý. Cho nên cuối cùng tôi không đành lòng, đặc biệt là cừu địch, cậu ấy vốn là hậu đại của anh hùng chiến tranh, tuy nhà nghèo, nhưng cậu ấy nỗ lực vươn lên thành chàng trai hết sức ưu tú. Trước kia một lòng hiến dâng cho tổ quốc, nhưng vì sự quan liêu của thể chế, chúng ta lãng phí một đồng chí tốt rồi, hao mòn nhiệt huyết, tổn thương một trái tim. Trước kia cậu ấy có những lời không hay chất vấn tổ chức, tôi còn rất tức giận, giờ lại làm thế này, không phải quá có lỗi sao, sau này tôi ăn nói thế nào. Nhưng bọn họ vẫn tự tham gia vào đó thôi. Ông già nắm hai tay lại đặt lên bàn, nghiêm túc nhìn Đồng Thuần Khiết, còn về cậu cừu địch kia, rất nhiều người có mầm mống bạo lực trời sinh, cậu cho rằng một người bình thường rõ ràng nhìn thấy hiện trường toàn kẻ lăm lăm súng giết người mà dám xông lên à? Hơn nữa trong tình huống như thế người bình thường mà có thể bình tĩnh lên kế hoạch tác chiến, lập ra mấy cạm bẫy liên tiếp, thành công hạ được những kẻ cầm súng trong tay à? Tôi dám nói với cậu, ngay cả những người được huấn luyện kỹ càng nhưng sống trong an nhàn quá lâu cũng không làm nổi chuyện này. Tôi đã xem từ liêu chi tiết về họ, bọn họ chưa hề được tiếp nhận huấn luyện ở mặt này, không có bối cảnh gia đình, không có quan hệ xã hội gì cả, thứ duy nhất họ có là quãng thời gian lăn lộn xã thời gian dài. Nói cách khác họ đã tiếp xúc với đủ loại nhân vật ngoài xã hội. Kinh nghiệm này không phải ai cũng có đâu. Đồng Thuần Khiết không phản bác được những lời này, nhưng mà... Cục trưởng Trần ngăn cản hắn, cậu cũng là người trong nghề lâu năm, về lý luận mà nói. Chấp pháp và phạm pháp là thiên địch, nhưng từ tình cảm và hành vi mà nói, chấp pháp và phạm pháp là anh em sinh đôi. Giữa bọn họ có rất nhiều thứ giống nhau, đặc biệt là cách thức tư duy, đại đa số thời gian đạt được mục đích. Chẳng lẽ cậu không từ thủ đoạn hay sao? Tuy tôi không biết cậu làm thế nào mà ba chàng trai đó đồng ý đi theo cậu, nhưng tôi chắc không đứng đắn nhỉ. Chậc, lão Đồng chép miệng, ngượng ngùng biện giải, tôi thực sự không muốn hủy cuộc sống của họ. Ha ha ha, hình như cậu càng sai rồi, bọn họ có cuộc sống gì chứ, bị hủy từ lâu rồi. Cục trưởng Trần chỉ ra, Bao Tiểu Tam là tên lưu manh lang thang thuận tay là làm trò trộm cắp, cảnh bảo lỗi thì bị gia đình từ bỏ. Sống còn thảm hơn lưu manh. Cừu địch vốn hoàn toàn khác với bọn họ,
cậu ta có tổ chức thành người thành đạt, nhưng cậu ta đã làm cái gì? Tốt nghiệp bao năm rồi không tìm được công việc ra hồn, mặc dù có nguyên nhân khách quan, nhưng chắc chắn có nguyên nhân chủ quan, bản thân cậu ta không phải loại an phận thủ thường. Với tình trạng cuộc sống của họ giờ còn gì để bị hủy nữa? Đúng là như thế, trước kia tuyển mộ mấy chàng trai này, Đồng Thuần Khiết cũng nghĩ tương tự. Cục trưởng Trần hơi ngả người tới, bổ sung, đây là cơ hội tốt cho họ, tôi không ngại tuyển mấy người họ làm mật vụ. Hay giờ gì cũng là có biên chế, tốt hơn là đi làm công việc tạm bợ, làm bảo an đúng không? Với lại loại người như bọn họ, chúng ta không sử dụng, bọn họ giúp gì được cho cuộc đời này. Không trộm gà bắt chó thì cũng tụ tập đánh nhau, lừa đảo bịp bợm mà thôi. Không phải lo cho mấy người họ, chỉ sợ khó kiểm soát mấy con ngựa hoang đó thôi. Đồng Thuần Khiết hậm hực, tôi không nói lại chú, nhưng tôi không chấp nhận cách này, họ có quyền lựa chọn cách sống của mình. À, tôi cũng không tiếp nhận được, cậu xem đi này. Cục trưởng Trần mở một bản tư liệu điện tử, xoay laptop lại cho Đồng Thuần Khiết xem. Đồng Thuần Khiết vừa xem một cái cổ họng như mắc nghẹn, hai mắt lồi ra. Đó là ghi chép theo dõi của trinh sát viên, hắn xem mà đỏ mặt, Bao Tiểu Tam. Một tuần tới chỗ giải trí tới 6 lần, đã chứng thực, 3 lần suốt cả đêm không về. Cảnh bảo lỗi một tuần tiêu hơn 2 vạn, ngay cả từ phái Hồng cũng xin chỉ thị khẩn cấp phải làm sao. Hắn từ từ đứng lên, hết sứ cung kính trả lại laptop cho cục trưởng Trần, còn chỉnh lại thật ngay ngắn, sắc mặt như dâu xấu lần đầu về nhà trống. Cục trưởng Trần, hay là tôi đi trước nhé? Đừng khách khí, tôi cho cậu quyền được hỏi tới tiến triển của chuyện này, lúc nào tới cũng được, hoan nghênh. Cục trưởng Trần to ra rất rộng rãi, mỉm cười nhìn lão Đồng không nói gì cả, mặt nóng gian rời khỏi văn phòng của cục trưởng Trần. Không ngờ vừa ra ngoài thì Trần Ngạo đang đợi, lúc này tâm cảnh của lão Đồng đã thay đổi rồi, hả hê mắng Trần Ngạo, nhìn cái gì mà nhìn, đáng đời. Anh không biết giá trị quan của người ta đã làm bừa làm bậy, hầu hạ người ta ăn uống chơi bời cho thoải mái đi, muốn người ta ngoan ngoãn làm việc cho anh à. Nằm mơ, nói xong ưỡn bụng khuỳnh chân đi mà đi, bỏ lại Trần Ngạo ấm ức đứng đó, nhất thời vô kế khả thi, hối hận đã muộn. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.